Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của các gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 11 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được kết quả như mong đợi, tránh những thị phi, rủi ro. Trong tháng 11 âm lịch sắp tới, các gia chủ tuổi Đinh Mão sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể. Tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11. Tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tị. Đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 11, tức ngày 20 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 11, tức ngày 21 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Duyên Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi của tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, tuổi Đinh Mão gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm. Vận trình biến động khá lớn, Đinh âm hỏa gặp Mậu âm thổ là Trình Ấn. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Mão sẽ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình. Cần tu tâm dưỡng tính, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển. Tránh trường hợp ỷ lại vào người khác sẽ không thể phát triển được, thậm chí sẽ gặp phải tiêu cực. Xem tử vi tháng 11 âm lịch với tuổi Đinh Mão, tháng này là chuỗi ngày dài dằng dặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tình thân sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mà mình mong muốn. Cục diện tương phá có thể là dấu hiệu cho thấy
có kẻ thứ ba đang tìm cách chen chân vào mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Đôi khi cũng là do con giáp này hay suy nghĩ, lo lắng nên hiểu nhầm đối phương nhưng lại không dám nói ra, sợ phải đối mặt với sự thực phũ phàng. Xét về đường công danh, sự nghiệp, đây có thể chính là điểm sáng của những chú mèo khi bản mệnh khá chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Thu nhập của con giáp này vì thế cũng khá ổn định, không cần phải lo lắng quá nhiều. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão trong tháng 11 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Mão không được sáng rõ. Con giáp này dù cố gắng hết sức nhưng lại chẳng thể có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề của tuổi Đinh Mão còn có thể khiến cho các đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, tuổi Đinh Mão cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn, đường công danh, sự nghiệp miên mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề giải quyết, có thế mới có thể xử lý được tình hình trước mắt. Để con đường công danh, sự nghiệp rộng mở, phát triển mạnh mẽ, tạo bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời, những gia chủ tuổi Đinh Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp hộ thân và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp, tài lộc của tuổi Đinh Mão. Tháng 11 âm, việc kiếm tiền của tuổi Đinh Mão không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tiêu hao tiền của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng thể ở bên. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để may mắn thành công, tuổi Đinh Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Hơn nữa trong năm 2020, đặc biệt là trong tháng 11 Mậu Tý thì tuổi Đinh Mão nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Đinh Mão sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải tình cảm và gia đạo của tuổi Đinh Mão. Trong tháng 11 âm lịch sắp tới, bạn cần phải tâm sự, chia sẻ và nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, hiểu nhầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tháng 11 là lúc mà tuổi Đinh Mão sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui riêng của mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như có nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, cỗ huyết long, hợi, mão, mùi. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh hộ thân, trang sức đeo tay, chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, sức khỏe của tuổi Đinh Mão. Sức khỏe của người tuổi Đinh Mão trong tháng 11 âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy nghĩ nhiều. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi
việc mệt mỏi. Ngoài ra, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Sa Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Sa Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Đinh Mão trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian, tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Sa Cát. Mọi người cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.